Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, sự lọc lừa về chính trị, tâm địa trở cờ của Trương Huy San đã bộc lộ là cả một quá trình diễn biến hành động quá nhiều năm, thể hiện ở nhiều vụ việc. Trương Huy San quả là không xứng với nghề làm báo. Còn những thành phần cơ hội phản động viết thuê khóc mướn của những trang mạng phản động thiếu thiện chí và luôn công kích chống phá Việt Nam như RFA, RFI, BBC, Vo Tiếng Việt, đích thị là kèn kền, phò tà, chống chính nhằm phục vụ mưu đồ chính trị đen tối của chúng. Chống dị miễn hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Bóc mẻ cây bồi bút ý nhi qua vụ việc xuyên tạc về lý do bắt Trương Huy San, bài viết của Nhân quyền Việt Nam. Bất cứ đối tượng chống đối nào bị bắt, xử lý, y như rằng đồng đảng, đồng bọn của chúng lại ra sức bịa đặt lý do, nguyên nhân gắn với lãnh đạo đảng, nhà nước, nhằm thổi phòng quan trọng hóa tầm ảnh hưởng của kẻ xa cơ cũng như thu hút sự chú ý của dư luận hòng phục vụ mưu đồ đen tối bôi nhọ chế độ về dân chủ nhân quyền bốc cơ ngô minh vân đã vạch trần chiêu trò của cây bồi bút điển hình bút danh ý nhi qua vụ bắt trương huy san khi có thông tin trương huy san bị khám xét nhà bắt khẩn cấp ý nhi giật tiếp rộ tin oxin huy đức bị bắt có phải thượng tầng chính trị đang đổi chủ. Sau khi cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trương Huy San về hành vi tuyên truyền chống nhà nước, ý nhi cùng hàng loạt trang báo nước ngoài phản động Việt Tân, RFA, RFI, BBC, báo tiếng dân.com, thời báo d vo tiếng Việt, tung ra luận điệu xuyên tạc bóp méo hướng lái bản chất vụ án này xuyên tạc rằng với việc bắt nhà báo huy đức thì rất có thể chính là thế lực mới này ra tay có thể những bài viết trong quá khứ của huy đức không khiến thế lực cũ bận tâm nhưng giờ đăng lại đã khiến thế lực mới sôi máu không cần đọc cũng biết những luận điệu xuyên tạc của ý nhi hết sức thô bỉ cho rằng thanh trừng đấu đá nội bộ hạ bệ lẫn nhau của các nhà lãnh đạo việt nam đã được cây bút này tưởng tượng và sáng tác ra trong suốt thời gian qua khi một số lãnh đạo cấp cao được thôi chức và thay thế vào đó là một số lãnh đạo mới được bầu lên. Những luận điệu theo kiểu, ông Nguyễn Phú Trọng không muốn Tô Lâm trở thành người nắm quyền sinh sát cao nhất của đảng Cộng sản và dự trù sẽ có một cuộc thanh trừng để hạ bệ Tô Lâm. Tiến trình thanh trừng không ngừng mà ông Trọng chủ trương dần dần mở ra một lộ trình độc tài chỉ huy làm nền cho Tô Lâm tiếp bước đưa đất nước vào một con đường tăm tối không biết về đâu và ý nhi rêu rao thực chất chỉ nhằm bôi nhọ tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước tô lâm qua đó công kích phủ nhận vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng cộng sản việt nam với với nhà nước và xã hội việt nam những luận điệu này rõ ràng chỉ làm tự sướng cho những cái đầu bệnh hoạn sáng tác ra chúng có chăng có thể cũng kích thích được trí tò mò của vài kẻ ưa hóng chuyện ít học não ngắn mà thôi nhìn lại quá trình hoạt động của trương huy san dễ dàng thấy rõ đây là một kẻ cơ hội lưu manh chính trị từng là tham gia chiến trường campuchia chống quân diệt chủng khmer đỏ với vai trò phóng viên tạp chí văn nghệ quân đội sau đó giải ngũ xin làm cộng tác viên cho một số tờ báo lớn như báo tuổi trẻ báo thanh niên diễn đàn doanh nghiệp nông thôn ngày nay và sài gòn tiếp thị khi làm việc tại báo sài gòn tiếp thị trương huy sang bắt đầu viết blog với tên osin rồi trở thành một blogger nổi tiếng thu hút nhiều lượt truy cập và bình luận trong cộng đồng blog Việt Nam. Do đưa tin thiếu khách quan, phản ánh không đúng tình hình chính trị đất nước Việt Nam, nên tháng 8 năm 2009, Trương Huy Sang bị sa thải và bị thu hồi thẻ nhà báo. Nên đến lúc này, khi Trương Huy San bị bắt, không thể gọi là bắt nhà báo Trương Huy San. Từ năm 2013, Trương Huy San đã liên tục đăng trên blog và trang Facebook cá nhân của mình nhiều bài viết nhằm chống phá mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sự việc này nhằm tạo tiếng tâm cho bản thân. Để đánh bóng và cốt lợi cho bản thân, Huy Đức đã không từ một thủ đoạn nào. Huy Đức thường đi theo con đường khai thác thông tin mật, tung tin đồn thất thiệt để thổi phòng người này, giết người kia để thực hiện các biện pháp đối phó của riêng họ. Trương Huy Sanh tận dụng mọi cơ hội đổi màu dùng kỹ năng báo chí điêu luyện để chống lại chế độ một cách hèn hạ tráo đổi khái niệm xuyên tạc nội bộ đảng, gây mất đoàn kết nội bộ. Gần đây Trương Huy San còn viết một bài đăng tải một số bài có hàm ý thể hiện quan điểm cách nhìn nhận chống lại cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng võ đoán về sự lãnh đạo điều hành đất nước của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm dễ tạo sự hiểu lầm gây dư luận không tốt về chính trị Việt Nam hiện nay. Rõ ràng sự lọc lừa về chính trị, tâm địa trở cờ của Trương Huy San đã bộc lộ cả một quá trình diễn biến hành động qua nhiều năm thể hiện ở nhiều vụ việc. Trương Huy San quả là không xứng với nghề làm báo, còn những kẻ như Ý Nhi và những thành phần cơ hội phản động viết thuê, khóc mướn của những trang mạng phản động, thiếu thiện chí và luôn công kích chống phá Việt Nam như RFA, RFI, BBC, VOA Tiếng Việt, đích thị là kền kền, phò tà chống chính nhằm phục vụ mưu đồ chính trị đen tối của chúng